Xin chào mọi người và đặc biệt là những người bạn tuổi Mậu Ngọ. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Mậu Ngọ, nam và cả nữ bạn. Từ đầu năm thì mình chia nam ra một cái video và nữ ra một cái video, từ vì nó có cái đoạn mà mình nói về các sao mệnh, các phúc tinh và phá bại tinh nằm ở trong cung mệnh của mình, cũng như là các cái sao xung chiếu, cho nên là mình phải chia ra. Tại vì nam nữ sao chủ của mỗi người nó khác nhau. Thí dụ như là nam mạng của năm Kỷ Hợi 2019 đó, thì mình đã chia sẻ đó là gặp sao Văn Hớn thì đem lại rối rắm và tai tiếng. Còn nữ mạng thì chịu cái sao La Hầu, người ta nói đó là sao gặp bệnh nạn và rối rắm tranh chấp. Cả nam và nữ nếu mà xét chung á, thì cả nam và nữ của Mậu Ngọ năm nay cũng không phải là một cái năm có cái vận niên vận thế nó tốt đẹp. Vì sao? Vận niên vẫn là vận niên Mã Ngộ Đao, thiên can Mậu Kỷ thì chỉ có cùng hàng thôi, cho nên là công việc nó cũng còn một chút thuận lợi chứ không có tốt đẹp hoàn toàn. Tuy nhiên địa chi á, Ngọ với Hợi á, thì người ta gọi là không có xung không có khắc. Tuy nhiên vào ngày năm âm ngũ hành của Ngọ và Hợi đó thì vẫn là bị tương xung, tại vì Ngọ là thủy, Ngọ là hỏa, Hợi là thủy, cho nên là thủy hỏa tương xung. Gia đạo cũng tiềm ẩn cái nhiều cái mối lo, đặc biệt là với các em nữ mạng với cái sao La Hầu, một cái sao chủ khá là xấu, nhưng mà xấu nhiều cho nam hơn là nữ. Tuy nhiên là các em nữ mang vô thì nó cũng không phải là một cái sao tốt đẹp ha. Thì vận vào 6 tháng cuối năm, 6 tháng đầu năm thì có một số các bạn ở những cái tháng sinh đó không được gọi là thuận sinh đó, thì gặp nhiều rối rắm trong gia đạo, buồn phiền và thậm chí là làm ăn cũng chưa có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên phần lớn của người Mậu Ngọ ở trong năm Kỷ Hợi 2019 là tương đối nhẹ nhàng, dễ thở hơn 3 năm đặc 2016, 2017, 2018, đặc biệt là cái năm 2017 với rất là nhiều cái xung khắc với nhất là nam mạng với sao Thái Bạch, đủ chuyện đủ trò ở trong cái năm đó. Thì qua 2018 đã tốt lên 50%, thì năm 2019 nó cũng tốt lên một tí xíu nữa. Thì bây giờ mình sẽ xét xem cái vận hạn 6 tháng cuối năm này, Kỷ Hợi này, nó có cho cái người Mậu Ngọ của chúng ta được nhiều thuận lợi cho hanh thông trong công việc làm ăn hay không. Thì đầu tiên hết á, thì tháng 7 âm lịch là tháng Nhâm Thân. Thật sự ra mà nói nè, mọi người nói tháng 7 là tháng cô hồn gì đó, là cái tháng âm nhiều, âm cái gì cô hồn, cho nên là gặp những chuyện xui xẻo không các bạn. Thật sự ra là phong thủy tử vi có trước Phật giáo rất là nhiều năm. Nói thật chứ có, mình theo những cái tài liệu mình đọc thì nó có cả hơn chục ngàn năm rồi. Ở bên Trung Quốc thì Phật giáo mới chỉ có cái lịch sử là 2560 mấy năm thôi. Thì cho nên là chẳng lẽ trước đó, trước cái 2560 năm kia thì tháng 7 vẫn là tháng cô hồn hay sao? Nó không phải là như vậy. Thì cho nên là đối với người Phật giáo tháng 7 là tháng cô hồn thôi. Tháng có nhiều cái điều xui xẻo rồi. Bây giờ lỡ mình gặp cái việc gì đó không tốt đẹp cái mình nói tháng nó tháng cô hồn. Nhưng thực chất ra trong tử vi không có tháng cô hồn, chỉ là tháng mang tên gì thôi. Đó thì tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Nhâm Thân. Ví dụ tháng Nhâm Thân đó thì là gốc kim, nó là thuộc hành kim. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa của người Mậu Ngọ là thiên thượng hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Nếu có việc không khỏe mà này kia thì cơ thể của mình không khỏe, nó chút xíu người nó uể oải thì thôi, chứ dù gì đi nữa là mình khắc tháng chứ không phải là tháng khắc mình, cho nên là có việc qua về tai nạn hoặc là bị cái gì đó thì cũng không quá ảnh hưởng đến bổn mạng của mình. Người ta có thể nói là bổn mạng mình bị suy yếu chứ không có nguy nan ha. Thiên can á, là chữ Mậu, nó sẽ khắc chữ Nhâm. Thiên can khắc tháng, cẩn trọng công việc sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng mà vẫn ứng phó được ha. Mậu khắc Nhâm rồi, như vậy tiếp tục địa chi Thân Ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp cho nhau. Như vậy thì với cái tháng 7
bổn mạng khắc tháng, các phúc tinh và tài tinh vì thế cũng bị hạn chế cái tác dụng. Thiên can thì bị khắc tháng, cho nên công việc cũng xin rối rắm rầy rà, chứ không có tốt đẹp như là tháng 6 đâu ha. Tháng 6 có tam hợp, vì tuy bị sinh xuất một tí xíu là hỏa sinh thổ nhưng mà vẫn tốt đẹp hơn tháng 7 ha. Tháng 7 báo hiệu sẽ có rất rất nhiều khó khăn đó, chứ không có đơn giản. Nhưng mà gia đạo là một điều tốt đẹp trong tình cảm, trong mọi thứ đối với người màu ngọt, đặc biệt là các bạn nữ ha. Rồi tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tháng Quý Dậu, tiếp tục là một tháng kim. Như vậy mệnh cũng giống như tháng 7, hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, cho nên là phải cần đề phòng bổn mạng mình một tí xíu. Cái gì cũng vậy ha, nếu như mình không đề phòng thì nó bệnh nặng, nếu không đề phòng thì nó bệnh nhẹ nhẹ là mình trị cái nó hết, đúng không? Rồi thiên can chữ mậu với chữ quý là thuộc ngũ hợp, mậu hợp quý. Thiên can ngũ hợp chủ về chủ lễ, công việc dễ sinh tài lộc, hanh thông ở trong mọi việc. Tháng 8 nghe là tháng Dậu, tiếng ngò mèo Dậu, người nào không biết chỉ xét về phần địa chi á, thì như đã nói địa chi chỉ là cái nhánh thôi ha, còn cái thiên can mới là cái gốc. Cho nên là thiên can là cái công việc làm ăn, tài lộc đồ nó nằm ở trong cái chỗ thiên can. Như vậy thiên can gặp ngũ hợp tốt đẹp ha, ngon lành hơn là cái tháng 7 rồi. Tháng địa chi thì Dậu ngọ, người ta nói tí ngọ mèo Dậu ha, ngọ mèo Dậu, ngọ Dậu thì là nằm trong tứ hình chung, cho nên nó có chút xung khắc, nó cách nhau rồi, cho nên là nó có chút xung sắc, gia đạo một chút nào đó không được vui vẻ buồn phiền, nhất là các bạn nữ nhớ cẩn thận ha. Rồi Giáp Tuất là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà Giáp Tuất là tháng hỏa. Như vậy mệnh, xét về trụ mệnh thì hỏa sẽ đồng hành, bổn mạng sức khỏe tốt. Khi hỏa đồng hành thì phúc tinh tài tinh sẽ phát huy tác dụng, sẽ làm cho nó tốt đẹp hơn, các cái phúc tinh của mình nó sẽ hoạt động nhiều hơn, trợ giúp cái bổn mạng của mình. Xét về thiên can thì không tốt đẹp, vì sao? Vì chữ giáp thì nó khắc chữ mậu, gặp tháng khắc thiên can công việc khó tốt đẹp, đặc biệt các anh nam cẩn thận vướng lao lý kiện tụng ở trong tháng 9 này, cho nên là cẩn thận. Địa chi thì Tuất ngọ, Dần ngọ Tuất là tam hợp, tam hợp là dấu hiệu may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Hy vọng rằng với cái tam hợp của địa chi và cái đồng hàng của cái hàng hỏa ở trên của tháng 9 sẽ phần nào khắc chế bớt cái sự khó khăn về công việc, về tài lộc của cái người mậu ngọ, nam lẫn nữ mạng ở trong tháng 9 âm lịch. Dù rằng là người, nếu mà người nào không biết, trời, tháng 9 là tháng Tuất sẽ tốt cho người mậu ngọ, nhưng chưa chắc ha, xét kỹ thì thấy là chưa chắc đâu, cho nên cẩn thận ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, đó là tháng Ất Hợi, tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy mệnh là hỏa đồng hàng tiếp, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, thậm chí phúc tinh và tài tinh được hai tháng hỏa cùng hàng sẽ phát huy tác dụng tốt hơn, nhiều cái hanh thông hơn ha. Đặc biệt với cái sự đồng hàng này thì cái hóa khoa ở trong mệnh, ở trong mệnh của mình năm nay, của mệnh của mọi người năm nay sẽ phát huy tác dụng và hóa giải bớt cái phá và bại tinh ảnh hưởng đến mình. Trụ thiên can, trụ về công việc là Ất Mậu không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên có thể nói là công việc cũng bình thường, không có việc gì không quá gặp khó khăn và chống phá ở trong này, ngon lành ha. Địa chi Hợi Ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì tháng 10 là một tháng tốt đẹp, nói chung là trung bình, khá, không có gặp cái cản trở thì mình cho là tốt đẹp, đúng không? Trong công việc mà người mậu ngọ là một cái người siêng làm, mình không biết người khác làm sao chứ mình siêng làm lắm. Cuối tuần, thí dụ như hôm nay cuối tuần đi, mọi người có thể gặp nhau bù khú, uống vài ly bia với nhau, nhưng mà mình thì không được, mình cảm thấy phí thời gian quá, mình lại phải ở nhà và
sản xuất những cái video, cố gắng tìm tòi, cố gắng thống kê lại, cố gắng tìm những cái tư liệu để mà có cái video giúp cho mọi người, cũng đồng thời giúp cho mình kiếm tiền. Tại vì mình làm YouTube mà, mình up nhiều video lên, nhiều người coi là YouTube nó trả tiền cho mình, đúng không? Thì đó là một cái phương pháp, mỗi người có một cái cách để mà tiếp nhận cuộc sống. Mình nói thật sự là mình cũng không đến nỗi mà thiếu thốn đến mức là phải cày ngày cày đêm như vậy, nhưng mà mình thấy rằng đó là mình không có thích dùng cái sự thời gian. Người mọi ngõ không có thích dùng cái thời gian vô cái chuyện hoang phí. Đó là mậu ngọ, những người sinh vào cái tháng bị vất vả. Còn có một số anh mậu ngọ chỉ biết ăn nhậu chơi thôi, đó là những cái anh mậu ngọ sinh vào mùa xuân, người ta gọi là thuận mùa sinh á. Thuận mùa sinh thường là may mắn làm ăn, nhưng mà cũng dễ là những người ỷ lại vào bản thân, ỷ lại vào số phận may mắn của mình mà buông thả. Rồi tiếp đến đó là tháng 11 của năm Kỷ Hợi 2019. Thì tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý. Tháng này là một trong những cái tháng khá khó khăn, khắc nhiều đối với người tuổi Mậu Ngọ. Vì sao? Vì tháng Bính Tý là thủy, người Mậu Ngọ là hỏa. Cho nên thủy khắc hỏa, bổn mạng bị tháng khắc, bổn mạng gặp không tốt. Cẩn thận sức khỏe, đề phòng tai nạn. Tháng này rất dễ xảy ra những cái việc mà phạm thân, thậm chí tháng này có thể có nguy nan đến bổn mạng của mình, nhất là những người Mậu Ngọ sinh vào những người sau cái ngày 25 của hàng tháng, tức là trăng bị khuyết đi. Người thiên thượng hỏa mà sinh sau ngày 25 hàng tháng là rất yếu mệnh ha. Rồi thiên can Mậu Bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì công việc không bị ảnh hưởng gì nhiều ở trong tháng 11. Tuy nhiên địa chi Tý Ngọ là lục xung. Lục xung là sao? Là mô tả cái sự chống đối, đối chọi nhau. Gia đạo sẽ nhiều rối rắm và không yên, đặc biệt về mặt tình cảm và các mối quan hệ đối với người nữ mạng. Như vậy là tháng 11 với mạng bị tương khắc ha. Địa chi gặp lục xung, chỉ có thiên can là bình hòa, thì rõ ràng là sẽ báo hiệu nhiều khó khăn, có thể nói là nhiều khó khăn nhất ở trong cái 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Mậu Ngọ của các bạn. Rồi tiếp tục là tháng Chạp, tháng Đinh Sửu, tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy thì cũng giống tháng 11, tháng 12 âm lịch, tháng Chạp đó là thủy khắc hỏa, bản mệnh bị tháng khắc, có nên là sức khỏe và bụng mạng cần cẩn trọng, đặc biệt là đề phòng tai nạn ha. Thiên can Mậu Đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như tháng 11, công việc không có phải là vấn đề chính của mọi người. Tuy nhiên địa chi cũng tiếp tục là một tháng xấu. Vì sao? Sửu và Ngọ là thuộc nhóm tương hại, thuộc nhóm gọi là nhị hại, nếu mà người miền Bắc gọi là nhị hại, cho nên là gia đạo dễ sinh nhiều buồn phiền khó chịu. Đúng không? Như vậy thì xét trong 6 tháng cuối năm, người cuối năm Kỷ Hợi 2019, người Mậu Ngọ sẽ không mấy có nhiều tốt đẹp, đặc biệt là hai cái tháng rõ ràng là không? Tháng 9, tháng 8 thì gặp là tháng địa chi tới Đình Xuân, tháng 9 á, thì thiên can tương khắc, công việc ảnh hưởng. Tháng 10 ổn ổn một chút xíu, tháng 11, tháng 12 thì tháng 11 thì quá xấu, tháng 12 thì gọi là cũng không có tốt đẹp hơn, tốt đẹp hơn một tí xíu thôi chứ không có ngon lành gì. Cho nên là mọi người Mậu Ngọ ở 6 tháng cuối năm cần cẩn trọng nhiều hơn với cái sao chủ là nam á, thì gọi là Vân Hớn, nữ á, thì La Hầu. Hy vọng rằng mình được chia sẻ những cái thông tin này đến với mọi người, mọi người biết mà vẽ nhu lại trong những cái công việc và nhẹ nhàng lướt qua cái năm Kỷ Hợi 2019 một để mà đón chờ cái năm Canh Tý. Hy vọng rằng là mọi người sẽ ứng dụng cái thông tin này một cách hữu ích. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mậu Ngọ được biết mà ứng dụng vào cuộc sống.
Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video tiếp theo, có thể là tuổi của người thân, bạn bè hoặc là chính cái bản thân mình, để mà ứng dụng vào cuộc sống, để có cuộc sống tương đối nhẹ nhàng hơn và thuận lợi hơn trong mọi điều. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!